Hợp đồng lao động hiện nay được áp dụng với tất cả những người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả công nhân viên chức. Những cái đối tượng không áp dụng hợp đồng lao động thì ta thấy đó là đối tượng của pháp lệnh cán bộ công chức, đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, các cái chức vụ trong quốc hội, chính phủ, ủy ban nhân dân, tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân được bầu hoặc là cử ra theo nhiệm kỳ. Những cái người được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng trong các doanh nghiệp nhà nước, thành viên hội đồng quản trị của doanh nghiệp. Ngoài ra thì những người thuộc tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị, cán bộ chuyên trách công tác đảng, công đoàn, thanh niên trong các doanh nghiệp nhưng mà không hưởng lương của doanh nghiệp, xã viên hợp tác xã, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và viên chức trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, đây là những đối tượng sẽ không áp dụng hợp đồng lao động. Những cái đối tượng phải giao kết hợp đồng lao động khi sử dụng lao động thì theo quy định pháp luật bao gồm có các doanh nghiệp, các cái cơ quan có sử dụng lao động mà không phải là cán bộ công chức, những tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân thì sử dụng lao động mà không phải sĩ quan, hạ sĩ quan hay chiến sĩ đều phải giao kết hợp đồng. Những hợp tác xã, những hộ gia đình và cá nhân khi mà có sử dụng lao động thì cũng là đối tượng phải giao kết hợp đồng. Ngoài ra thì pháp luật còn quy định thêm một số các cái đối tượng nữa cũng phải giao kết hợp đồng khi sử dụng lao động.